Chú ơi, chú đánh giày đi chú. Chú đánh giày đi ạ. Không đánh giày. Chú đánh giúp cháu với, sáng nay cháu chưa được đồng nào. Không đánh. Cô ơi, cô đánh giày đi cô. Cô không đánh đâu con ạ. Cô đánh giúp con với. Thôi cô không đánh đâu, cô đang bận việc, con đi nhá. Chú giúp cháu với, từ sáng nay cháu chưa được đồng nào. Thôi rồi, đánh giúp chú đôi giày nhá. Vâng ạ. Khoảng bao lâu rồi xong? Nhanh lắm chú ạ, khoảng 5 phút thôi ạ. Mày có đèn không thì bảo đây. Hay là để tao quăng mày xuống hồ nhá. Cái loại á, đã không biết làm ấy, đừng có mà hành nghề. Thứ vô dụng. Đã nghèo, chỉ có nghèo mãi mà thôi. Cái loại vô dụng như mày ấy, chỉ có ăn hại cho xã hội này thôi. Mà khôn hồn mà đền cái giày cho tao ấy, thì đừng có trách. Cháu không làm sức giày của chú. Chú xem lại xem, đó là vết sức cũ rồi. Cái gì? Giày của tao là giày mới. Chỉ có cái bàn tay bẩn thỉu của mày mới làm xước của tao thôi. Mau mà đền đi. Cô đi anh. Mấy cái thứ xanh con vắt mũi chưa sạch đấy thì không cần phải nói chuyện lằng nhằng làm cái gì. Cứ bắt nó tẩn cho một trận, nôn ra tiền đi thôi. Cháu không làm, cô chú đừng có đổ vào cho cháu. Im mồm. Mày làm xước giày của tao thì phải đền tiền. Có thế thôi, đừng có lằng nhằng. Thế bây giờ cô chú muốn cháu phải làm cái gì? Phải làm gì? Nãy giờ mày nghe nói như thế mà không hiểu cái gì à? Đã làm hỏng giày phải đền tiền, lôn tiền ra đi. Cháu cô hơi sân này thôi. Cái gì này hả? Mày biết đôi giày của tao đáng giá bao tiền không? Là 15 triệu đấy. Khôn hồn thì đền tiền đi, không thì đừng có trách tao. Cháu không có số tiền lớn như thế. Đáng ra đã gặp một thứ tham. Nhặt rồi biến đi. Hai người bắt nạt một thằng bé như vậy có phải quá đáng quá không? Ô kìa, ai đây quen thế nhở? Bạn cũ đây sao? Tao không nhận ra mày luôn đấy Vũ ạ. Nhưng trông bộ dạng cái này chắc là đại ca của thằng nhóc này à? Người yêu cũ của em đấy. Không ngờ sau bao nhiêu năm chồng vẫn thế nhở. Em biết mà, cái loại đáng nghèo ấy thì muôn kiếp vẫn cứ nghèo thôi. Ngày xưa tôi thấy hối hận vì dính phải cái loại khổ rách áo ôm như anh đấy. Đúng là bật cùng sinh đạo tặc. Không có việc gì làm nên cho người phá hoại đồ của người khác à? Tôi thật không ngờ sau bao nhiêu năm thì hai người vẫn không bỏ được cái thói thích bắt nạt và coi thường người khác thế.
Ít ra ấy, bọn tôi còn thành đạt. Chứ cái ngữ như anh ấy, khố rách áo ôm, đầu đường xó chợ, vô tích sự. Thôi em, giàu thì dễ giấu, chứ nghèo khó che lắm. Đã nghèo hèn đấy, đừng có mà tỏ vẻ lên mặt dạy đời người khác. Trước khi muốn đánh giá một người khác ấy, tôi nghĩ hai người nên tìm hiểu kỹ xem họ là ai, rồi mới nên phán xét. Thôi, việc gì tao phải tìm hiểu? Nhìn cái bộ dạng của mày như này chưa đủ à? À, tao phải chụp hình lại mày mới được, để gửi về cho ông bà già tao xem. Là cái thằng mà ngày xưa ông bà già tao suốt ngày khen là chăm ngoan học giỏi, bây giờ như nào? Hay vẫn nghèo hèn không khá lên được? Cậu muốn nói sao cũng được, nhưng đừng có hối hận vì những điều mình đã nói. Mày đang cảnh cáo tao đấy à? Ôi tao lại sợ mày quá cơ. Đã nghèo hèn ấy thì biết thân biết phận đi, đừng có phải lo chuyện bao đồng. Còn mày, mau đền tiền đôi giày cho tao đi. Có ông trời cũng không cứu được mày đâu. Đừng có mà để tao nóng mắt. Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện rồi. Bây giờ cậu muốn đền thế nào? Tôi sẽ đền cho cậu. À, khá quá nhở. Mày giỏi thì mày đền đi. Cái loại nghèo sơ xác như mày liệu có trả nổi không? Bây giờ còn lá lành đùm lá rách cơ đấy. Thân mình còn lo chưa xong. Đúng như người ta nói, đáng nghèo lại còn sĩ, mặc mệt. Mày muốn chịu trận cho nó đúng không? Thế thì tao sẽ cho mày toàn nguyện 10 năm cũ đấy. Có giỏi thì đền đi. Hả? À, đôi này đã cũ rồi, vậy mà anh vẫn bắt đền 10 năm cũ sao? Đừng có mở mồm ra nói từ cũ với tao. Đôi giày này mày có làm mặt kiếp cả đời cũng không mua nổi cái đót giày đâu, hiểu chưa? Thôi được, tôi sẽ đền cho cậu một đôi y hệt. Để tao xem, nếu mà không đúng đôi như này ấy, mày đừng có trách tao ác ấy. Đúng rồi, chống mắt lên mà xem, lấy đâu ra mà đền. Alo, cậu mua ngay cho tôi một đôi giày giống như trong ảnh tôi vừa gửi, rồi mang qua quán cà phê cho tôi nhá. Chắc lại là một thằng cu đánh giày khác đấy mà. Không ngờ mày cũng thu nạp được nhiều đệ tử phết nhỉ. Sao, giày của tao đâu? Tao không có thời gian với mày đâu nhá. Bây giờ tao phải ký kết hợp đồng với bên Việt Sắc rồi. Thôi, anh phí lời với con người này làm gì? Cái loại này á, làm sao biết được mấy công ty lớn như thế chứ. Vậy ra hai người là đại diện ở bên công ty Long Phụng hả? Ơ, anh Hà, sao anh lại ở đây? Xin giới thiệu hai người, đây là anh Vũ, chủ tịch của tập đoàn Việt Sắc. Hôm nay chúng tôi đến đây để ký kết hợp đồng. Anh, sao lại thế được? Tôi không biết anh là chủ tịch Việt Sắc nhưng mọi chuyện vừa rồi anh bỏ qua cho tôi nhé. Nếu tôi không phải là chủ tịch thì hai người vẫn sẽ ngang nhiên đi xúc phạm người khác chỉ vì họ ăn mặc bình thường, thậm chí là nhếch nhác sao? Ok, Vũ, dù gì mình cũng là bạn mà. Cậu bỏ qua cho tôi lần này nhá. Anh, đúng rồi đấy ạ. Thật ra bọn em của nó nói sai, với lại là cũng hơi thiếu suy nghĩ, ăn nói sắc sược. Anh bỏ qua cho bọn em lần này thôi nhá. Nếu như bỏ qua lần này, hai người có chắc lần sau sẽ không tái phạm chứ? Xin lỗi, tôi sẽ không làm việc với những người lấy đồng tiền ra để coi thường người khác. Cậu Hà, cậu gửi ngay cho tôi hợp đồng với công ty Long Phụng. Vâng, sao chưa? Anh Hà! Anh Hà! Làm sao bây giờ? Cháu xin lỗi vì đã lấy giày của chú. Thay vì cháu chỉ muốn có một món quà để tặng bố cháu nên cháu mới nảy ra ý định lấy giày của chú. Hôm nay là sinh nhật bố cháu sao? Tặng giày cho bố là phải lấy giày mới, chứ ai lại lấy giày cũ thế? Đồ này vừa với size của chú. Chú nghĩ là bố cháu sẽ đi vừa đấy. Cầm lấy đi, coi như là quà tặng sinh nhật bố.
cháu cảm ơn chú ạ. Không có gì. Nhớ này, lần sau đừng có ăn trộm giày của khách nữa nhá. Vâng ạ. Tao nói cho mày biết, cái nghề này người ta có bắt mày làm trâu làm chó mày cũng phải chịu. Mày nghe rõ chưa? Em cũng tính không đi học nữa. À mẹ kiếp con chó ơi. Đạo đức nghề nghiệp của một nhà báo là những quy tắc ứng xử, quy định về thái độ và hành vi ứng xử của nhà báo trong các mối quan hệ nghề nghiệp. Gì? Đây là lớp học, chứ không phải cái chợ để cô muốn làm gì thì làm. Bố mẹ ở nhà làm lụng vất vả nuôi ăn học, đến đây lăn ra mà ngủ. Cô không thấy xấu hổ với bạn bè và gia đình à? Thì nói hơi quá rồi đấy ạ. Quá à? Cô nhìn lại mình xem, có quá đáng không? Những người như cô ấy chẳng bao giờ làm được cái gì cho xã hội đâu. Học được thì học, không học được thì ở nhà đi. Tôi và các bạn nhìn trường mắt lắm. Linh đâu em? Em không thấy nó đâu. Nhỏ cái gì nhỉ? Thầy đến kìa, chúng mày thầy đến, thầy đến. Ở lớp đúng. Các em ngồi xuống đi. Lớp trưởng hôm nay lớp vắng ai không em? Dạ, thầy hôm nay lớp vắng bạn Linh ạ. Cả lớp mở giáo trình ra, hôm nay chúng ta học bài mới. Linh! Đến giờ học rồi, em còn đi đâu nữa? Chuyện hôm trước, thầy... Thầy không phải nói thêm gì đâu ạ. Em cũng tính không đi học nữa. Em sẽ không làm phiền thầy và các bạn nữa đâu. Bài học đến đây kết thúc. Các em có thể nghỉ, lớp có thể về được rồi. Về đi, mẹ ơi. Ba đây. Chào thầy. Em rồi. Em tao rồi. Chào thầy ạ. À, lớp trưởng này. Dạ. Ở lại cho thầy hỏi chút việc. Em có biết địa chỉ nhà Linh ở đâu không? Thầy đang có việc gấp cần gặp bạn ấy. Thầy hỏi nhà bạn làm gì thế ạ? Nếu muốn tìm Linh thì chỉ có đến quán bia thôi thầy ạ. Linh nó bỏ học làm quán bia ôm rồi.
Mẹ con chó ơi. Mày có làm được việc không? Hắn giảm sỡ tôi. Giảm sỡ? Mày làm gái mà mày cũng đòi có nhân phẩm à? Tao nói cho mày biết, làm cái nghề này của mày ấy, người ta có bắt mày làm trâu làm chó mày cũng phải chịu. Mày nghe rõ chưa? Tôi không phải là gái. Không phải là gái à? Mày không là gái thì mày là gì? Các người mới là một lũ lừa đảo. À mẹ kiếp con chó ơi. Ông là ai? Tôi là thầy giáo của Linh. Thầy giáo? Tao không biết mày làm cái nghề này mà cũng cần phải có bằng cấp đấy. Đây là sinh viên của tôi, là người tử tế đàng hoàng, mong cậu ăn nói cho cẩn thận. Tử tế đàng hoàng? Ông xem lại đi, chứ tôi không thấy con này nó đàng hoàng một tí nào đâu. Ông nên xem lại đi ông bạn ạ. Anh... Thôi thầy, không phải phí lời với chó mẹ làm gì cả. Mày láo được. Chúng mày cứ liệu hồn đấy. Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Vẫn ổn. Em nhìn này, chả thiếu thứ gì cả. Thầy không sao. Nhưng mà Linh này, em không phải gái đâu thầy. Em làm thêm ở đây, bị chúng nó giảm sỡ nên mới ra nông nỗi này. Thầy phải tin em. Em không làm gì sai trái đâu ạ. Thầy tin. Thầy tin em. Nhưng làm việc ở những chỗ như thế này rất là nguy hiểm. Thầy không hiểu tại sao em lại làm công việc này. Em làm như vậy bố mẹ em có biết không? Bố em mất rồi. Mẹ thì ở cùng Dượng. Bà ấy không muốn cho em đi học. Đi làm thêm là cách duy nhất để em thoát được ra khỏi căn nhà đấy. Em biết là làm ở đây thì cũng chẳng hay ho gì. Nhưng mà làm ở đây em có thêm thu nhập. Em còn tự nuôi sống được bản thân mình nữa. Linh à, con người ai cũng đôi lần vấp ngã. Nhưng em không thể lấy những cái khó khăn đó để làm lý do cho những vấp ngã của mình được. Những chuyện như ngày hôm nay em có thể tránh được lần một, lần hai. Em có thể tránh mãi được không? Rồi sau này ai sẽ là người đứng ra bảo vệ em, giúp đỡ em đây? Con người ai cũng vấp ngã cả. Quan trọng vấp ngã ở đâu, họ biết đứng dậy ở đó. Đấy mới là bản lĩnh em ạ. Em còn có cơ hội làm lại không thầy? Tất nhiên rồi. Thầy sẽ giới thiệu cho em một công việc khác. Tuy rằng nó vất vả, nhưng cần sự nỗ lực của em. Và đồng tiền em kiếm ra, nó trong sạch và chính đáng. Điều đó nó tốt cho tương lai sau này của em nữa. Thầy và các bạn ở đâu ạ?
con chó ấy. À. Chúng mày cứ liệu hồn đấy. Ra nhảy đi thôi. Tất nhiên rồi, thầy sẽ giới thiệu cho em một công việc khác. Tuy rằng nó vất vả, nhưng cần sự nỗ lực của em. Máy xong, phẩm phân đoạn 6 cảnh đánh nhau đút 1, 3, 2, 1, diễn. Mày mày, mày mày, mày làm gái mà mày. Lại. Thầy phải tin em, không làm gì sai trái đâu thầy. Thầy tin, em. Cắt. Không, thầy không tin đâu. Phân cảnh 3. Cảnh cả hai thầy trò đúc 3. 3, 2, 1, diễn. Đến giờ vào phòng của em còn đi đâu nữa? Chuyển ra chứ. Đừng bỏ cái đoạn đấy. Em không biết đi. Mẹ cái thằng khốn nạn này. Anh vừa bị phá sản xong mà nó dám đối xử với cô như vậy à? Còn đứa bé, em phải làm sao bây giờ ấy? Hỏi ngu, mới có một tháng thì phá đi chứ làm gì nữa. Chứ đẻ ra đếch có tiền mà nuôi. Đang nước sôi lửa bỏng, cô nói cái gì vậy? Tôi nói có gì sai à? Anh thì bị phá sản, tôi không có việc làm, nó còn đi học, tiền đâu ra mà nuôi? Anh nghĩ nuôi một đứa bé dễ lắm à? Không dễ, nhưng mà vẫn phải giữ lại. Đứa bé không có tội. Cứ giữ lại đi, xem có thành mấy cái xác khô hay không. Đã vô dụng lại còn to mồm. Thôi, cứ ở đây với anh chị một thời gian rồi tính tiếp. Cái gì? Anh bị điên đấy à? Tôi không có hậu hạ đâu nhá. Chị cố nói vậy thôi, chứ không để bụng đâu, đừng có lo nhá. Nhờ nhà người khác ấy thì biết điều một tí đi. Dạ. Dạ giết cái gì? Cô không nhìn thấy nhà cửa bẩn như thế này à? Dậy mà dọn dẹp đi. Lười chảy thây nó vừa thôi. Lau bên này thế này. Thứ đụng vào đâu là hỏng đấy. Cả cái chổi bẩn như thế này mà cô để trên ghế là thế à? Có mắt không đấy? Hay là không có ai dạy cô? Em đang giở tay một tí, định làm xong thì sẽ cất. Chị đừng nói lời quá đáng như thế. Mà quên, mẹ mất sớm, có ai dạy đâu. Không có ai dạy thì để con này dạy cho. Chứ bảo sao lại ấn cái bụng ra. Chị đừng có mà quá đáng. Cô còn cãi à? Tôi dạy cho khôn ra, còn đớp lại cái gì nữa? Thứ đồ chửa hoang. Đi ra ngoài kia lau nhà đi. Chả hiểu sao rước cái của nợ này gì. Anh tìm được việc chưa mà về đấy? Cô hỏi tôi đấy à? Ăn với chả nói. Này, tôi đâu cần phải nói ngọt ngào với anh nữa. Tôi không ly dị là phúc tổ 70 đời nhà anh rồi. Ừ? Cô! Thank you.
ra đây. Cái gì? Anh lại làm sao đấy? Cứ mỗi lần về nhà là anh không để yên cho ai đâu đấy. Con Ngân nó đang bầu bí, tại sao cô để nó rửa đống bát thế kia? Nó thích thì nó tự đi làm chứ, ai ép. Với lại á, nó mang bầu chứ có bị liệt đâu mà nó không làm được. Hạ. Cô cứ cẩn thận đấy. Thôi anh, em không sao đâu ạ. Hay quá nhỉ. Bây giờ anh em nhà anh lại còn hùa vào để bắt nạt tôi đấy. Chờ đấy. Cô. Con kia, chị... mày vào phòng tao làm gì? Định vào đây ăn cắp à? Chị My, hình như đây là chiếc dây chuyền của em mà. Phòng tao thì nó là của tao. Có mày đi vào đây định ăn cắp ấy. Đây là dây chuyền của mẹ em, chỉ có một chiếc duy nhất, em không nhầm được đâu chị ạ. Chị trả lại cho em đi. Mày điếc à? Tao bảo đây là đồ của tao, cút ra khỏi đây. Chị trả lại dây chuyền cho em đi. Mẹ em mất rồi, chỉ còn một cái dây chuyền là kỷ niệm thôi ạ. Ngẩng mặt lên. Nhìn đi. Muốn không? Muốn ý. Thì nhanh chóng cút ra khỏi nhà tao. Tao búng tay một phát mà mày biến mất, thì cái thứ đồ rác rưởi này sẽ thuộc về mày. Chị đừng có mà qua đáng. Cái gì cũng phải bàn với anh tôi trước đã. Đứng lại. Mày định đi nói chuyện với thằng anh vô dụng của mày làm gì hả? Nhà này là của tao, tao làm chủ và tao có quyền. Mày phải nghe lời tao, nghe chưa con bí này? Chị bảo ai là con đi. Tại sao tôi phải đi? Tôi không đi, chị giả lên dây chuyền đấy. Cái con này, mày ăn phải gan hùm hay sao mà dám bất lại cả tao hả? Đúng là mẹ nào con đấy. Mẹ chửa hoang, đẻ con ra cũng chửa hoang. Chị xúc phạm tôi thì được, nhưng đừng có xúc phạm đến mẹ tôi. Mày hôm nay dám bất lại cả tao đấy à? Thứ mất dạy. Chị My lấy kỷ vật của mẹ, xúc phạm mẹ và xúc phạm em. Chị nói em là đồ chở hoang, đánh em và đuổi em ra khỏi nhà nữa anh ạ. Tại sao cô dám? Sợ đất gì mà không dám. Cái thứ chở hoang này báu lắm ở bên nó chậm chậm. Lại còn cung phụng như bà Hoàng. Ừ khinh. Đúng rồi. Anh dám đánh tôi, anh sẽ phải trả giá đắt đấy. Chính cô mới là người phải trả giá đấy. Tôi chưa bao giờ có lỗi với cô cả. Tại sao cô lại đối xử với gia đình tôi như thế? Vì anh không có tiền. Ok. Thì từ trước đến nay, cô yêu tôi lấy tôi cũng chỉ vì tiền. Đúng. Trước anh giàu có, tôi có thể vui vẻ cung phụng anh. Nhưng bây giờ, nhìn lại anh đi. Nghèo kiết xác, hại tôi phải sống khốn khổ, chật vật như thế này. Đã thế, kiếm được đồng tiền nào thì giấm dúi cho nó dưỡng thai. Chướng hết cả mắt. Đúng là đồ ích kỷ. Ích kỷ. Sống không vì mình ấy, trời tru đất diệt. Còn bây giờ anh và con em của anh ấy, dọn đồ và cút ra khỏi nhà tôi. Cô chắc chưa? Chắc. Nghe tôi nói đã. Thôi anh im đi. Anh và con em của anh ấy đủ làm tôi ngứa mắt lắm rồi. Biết. Cô đừng có mà hối hận đấy. Đi thôi. Còn nợ.
nhiêu hả em? 2 củ. Trông mặt mũi sáng sủa mà dám lừa tao. Khốn nạn. Bao nhiêu một đêm hả em? Ngành gì suy xẻo. Lũ đầu đầu. Mấy người từ bãi rác nào chui lên đấy? Đừng có nói liên thuyên. Con này không tiếc. Mới xa tôi được một thời gian thôi mà đã thê thảm như thế này rồi à? Tôi có mưu sinh kiếm tiền ý, thì cũng là kiếm tiền từ đại gia, chứ không phải là từ cái loại nghèo hèn mặt kiếp như anh. Dòng tay lên mà nghe đây này. Công ty tôi đã khắc phục được khó khăn rồi, bây giờ đã trở lại hoạt động bình thường. Và tôi vẫn là chủ tịch. Thôi anh bớt chém gió đi. Có cái loại chủ tịch nào bô nhích như anh không? Hả? Cô không tin à? Giờ điện thoại ra mà xem. Web công ty trở lại bình thường rồi. Ok. Ôi, tưởng em tưởng công ty tiêu rồi chứ. Chồng em đúng là tuyệt nhất. Cô lật mặt nhanh quá nhỉ. Tôi không đỡ được đấy. Anh, sao anh lại nói như vậy? Đúng là trước kia em có giận cá chém thớt, nhưng mà em vẫn yêu anh nhất mà. Em dâu, chị xin lỗi. Tại lúc trước chị hơi nóng tính một chút, em bỏ qua nhé. Anh nực cười. Cái lúc tôi khó khăn ấy thì cô bỏ rơi tôi. Bây giờ sao? Tôi khá hơn rồi thì cô lại đòi quay lại. Anh, em xin lỗi rồi mà. Em hứa, em hứa sẽ không như trước nữa đâu. Anh bỏ qua cho em đó. Tôi khuyên thật nhé, cô đi kiếm đại gia nào mà ăn xin đi. Cái loại hám tiền như cô ấy, có chết cũng không thay đổi được đâu. Chào cô, về thôi.